Bữa nay có máy Untega size 3000, cũng tương đối là nhỏ, phù hợp cho anh em câu chép, chép dê, câu bè, câu sông cũng được mọi người nha. Còn nếu mà anh em nào mà đi lua thì thật ra nó cũng cũng được á, nó không phải là quá to hay là quá nặng, nó cũng gọi là nặng hơn máy lua tiêu chuẩn một tí thôi, nhưng mà bù lại thì nó sẽ chứa được nhiều dây, với tải cá cũng tốt mọi người ha. Cái này ngoại hình thì xấu, Made in Japan nha mọi người, nói chung là ngoại hình có chạy xước nhiều nha anh em, nhưng mà hoạt động rất là mượt, hoạt động thì mình thấy ok. Giá cái này thì cũng sẽ rẻ nha anh em, 380.000, mình đã bao gồm phí ship tận nhà cho anh em. Tiếng mua pin của nó khá là hay, nói chung là máy nội địa thì với giá rẻ vậy thì nó cũng có chạy xước nhiều mọi người ha, chạy xước nhiều. Mình chỉ chú ý đến các chức năng của nó hoạt động ok, ổn định thôi, mượt thôi, chứ còn ngoại hình thì chắc có lẽ là một cái điểm trừ của cái máy này mọi người ha. Cụm tay quay chỗ này chạy khá là nhiều. Trên body thì mình lại thấy nó ok, trên body thì thân máy này nọ thì nó cũng chạy nhưng mà cũng ít. Đấy. Con thịt ga này tính ra là một trong những dòng máy cao cấp của Shimano nha mọi người. Nhưng mà máy này thì máy đời cổ rồi. Trên mobile thì mình thấy là nó bị bay mất chữ này nọ khá là nhiều chỗ mọi người ha. Đây, nói chung là thôi thì mình sẽ quay thiệt là kỹ cái phần ngoại hình để cho anh em tự đánh giá vậy. Đấy. Mức giá mình bán thì anh em cũng biết rồi, lúc nào nó cũng rẻ, nó dễ chịu cho anh em hết. Máy nào đẹp thì giá nó cao, còn máy nào mà chạy nhiều này nọ thì giá sẽ rẻ. Mình nói chung tiền nào của đó anh em ha. Chủ yếu là mình bán hàng ra thì mình được anh em yêu thích tới chỗ là có sao thì mình nói vậy thôi. Đấy, ngoại hình này nọ nó chạy xước này nọ thì mình sẽ quay cho anh em rất là kỹ càng. Còn mà riêng chuyện mà máy mà này nọ mà nó bị hư á, bị hư hỏng không hoạt động bình thường được á thì là mình sẽ không bao giờ bán. Đấy. Thật ra thì sau khi tháo ra nhìn kỹ thì nó cũng không có xấu lắm mọi người ha, cũng được á, anh em thấy không? Cái này là máy nội địa Nhật cho nên là những cái bộ phận bên trong của nó nhìn rất là đẹp nè. Đó. Mô pin thiết kế rất là dày, nói chung đúng nghĩa là đồng cối đá á, mọi người, giá rẻ để anh em có thể gọi là xài lâu dài luôn á. Đấy. Thì cái này nó sẽ phù hợp cho anh em câu chép, câu cá chép, cá chê, câu sông, câu bè. Câu sông thì cũng được, với điều kiện là anh em vô dây nó sẽ tầm cỡ dây 40 thôi mọi người ha, 35-40 trở xuống thôi thì chúng ta sẽ câu được cái tầm 40-50 mét lăn xê này nọ đó. Còn nếu mà anh em đi lua thì chúng ta sẽ phải vô dây nhỏ hơn rồi. Đấy. Đi lua máy này thì nó sẽ hơi nặng một xíu, nhưng mà bù lại thì nó sẽ tải cá lớn được mọi người ha, bắt cá lớn lại thoải mái, lóc chẻm này nọ đó. Rồi, cảm ơn anh em luôn ủng hộ mình nha. Giá máy này nó chỉ có 380 ngàn bao ship mọi người nha. Cái gì thì những cái chỗ chạy xước này nọ mình sẽ vệ sinh tương đối lại thôi nha mọi người, tương đối thôi chứ nó không thể nào đẹp được đâu. Rồi, cảm ơn anh em.